quý vị đại biểu, quý vị khách quý và các khối ổn định vị trí. Và lễ khai mạc hội khỏe của đồng Nguyễn Kỳ lần thứ 10 xin phép được bắt đầu. Đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các khối cũng như đông đảo quý thầy cô giáo, các em học sinh và toàn thể nhân dân về tham dự lễ khai mạc hội khỏe phụ đồng Nguyễn Tất Kỳ lần thứ 10 năm 2024. Ban tổ chức chương trình xin được trân trọng gửi tới quý đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, quý thầy cô giáo, các em học sinh và toàn thể nhân dân lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc chương trình khai mạc hội khỏe phụ đồng Nguyễn Tất Kỳ lần thứ 10 năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, bằng mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các em sẽ cùng hướng về sân khấu để đón xem chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc hội khỏe phụ đồng Nguyễn Tất Kỳ lần thứ 10 năm 2024. Chương trình với các tiết mục. Tiết mục Dance Magic in the Air, tiết mục Rara Rasputin, tiết mục Việt Nam ơi hạnh phúc hội khỏe phụ đồng. Với sự tham gia biểu diễn của các đơn vị, học sinh trường tiểu học Quang Phục, tốt giáo viên mầm non huyện Tứ Kỳ, học sinh trường tiểu học Hưng Đạo, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
trọng kính mời đoàn chủ tịch lên lễ đài để điều hành lễ khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Sớm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Dương Hà Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe phổ đồng huyện, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Tổ chức Hội khỏe phổ đồng huyện, đồng chí Nguyễn Công Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội khỏe phổ đồng huyện. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể nhân dân cùng các em học sinh thân mến, Tứ Kỳ là huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Hải Dương, nằm giữa châu thổ sông Hồng. Con người Tứ Kỳ cần cù, lao động, sáng tạo, hiếu học và giàu lòng yêu quê hương đất nước. Đã có nhiều người con lên đường chiến đấu, ngã xuống, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, có nhiều gương hiếu học và thành đạt trên mọi miền đất nước. Giáo dục Tứ Kỳ trong những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. Diện mạo các nhà trường được đầu tư xây dựng ngày một khang trang. Đã có 57 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tứ Kỳ tự hào là huyện đứng ở top đầu tỉnh về chất lượng. Có nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giao lưu học sinh giỏi các cấp. Nhiều trường đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và đại học. Cùng với chất lượng giáo dục văn hóa, Tứ Kỳ luôn quan tâm đến phát triển toàn diện nhân cách học sinh cả về văn, thể, mỹ. Minh chứng cho điều đó, hôm nay huyện Tứ Kỳ tổ chức long trọng lễ khai mạc Hội khỏe phổ đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024 nhằm biểu dương lực lượng và tổ chức cho các em học sinh tham gia thi đấu các môn thể thao để rèn luyện, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh và toàn thể nhân dân cùng chứng kiến lễ khai mạc Hội khỏe phổ đồng trọng thể này. Kính thưa đoàn chủ tịch, thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sau đây xin mời tất cả các quý vị hãy cùng chào đón ngọn lửa truyền thống của Hội khỏe phổ đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024. Ngọn lửa của khát vọng, của ý chí, của quyết tâm, của tinh thần thể thao cao thượng. Ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng được truyền từ đền liệt sĩ huyện Tứ Kỳ, nơi lưu danh những người anh hùng liệt sĩ, những người con thân yêu của quê hương Tứ Kỳ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ ngọn lửa cách mạng ấy làm cháy bỏng vùng nhiệt huyết của người trẻ học đường, rồi bước chân tự tin khi bước truyền thống của cha ông, của dân tộc. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Sớm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, thực hiện nghi thức châm đuốc thắp sáng đại lửa truyền thống của Hội khỏe phổ đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Ban Chỉ đạo Hội khỏe phổ đồng huyện thắp từng đồng chí bí thư. Thank you.
trọng cảm ơn các đại biểu, trân trọng cảm ơn các ngành. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Công Quang, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ, Phó trưởng ban tổ chức Hội khỏe Hội đồng huyện Tân Kỳ lần thứ 10 năm 2024 lên điều hành lễ khai mạc. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Tinh thần đoàn kết, khát vọng mạnh mẽ
của tuổi trẻ học đường. Tới dự lễ khai mạc, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đại biểu Bảo Nguyễn Thư Kỳ, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Sấm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Vũ Xuân Đạt, phó bí thư thường trực huyện ủy. Đồng chí Vũ Thị Hà, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Lê Xuân Trường, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Dương Hà Hải, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng huyện. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, trưởng ban tổ chức hội khỏe phù đồng huyện, xin được nhiệt liệt chào mừng. Đến dự lễ khai mạc còn có các đồng chí đại diện cho các phòng ban ngành có liên quan của huyện, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ hội khỏe phù đồng huyện, đại diện ban chỉ đạo hội khỏe các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Hải Dương, huyện Tứ Kỳ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin thông qua chương trình lễ khai mạc gồm các phần: mở đầu chương trình văn nghệ, phần 1 phần lễ chạy đuốc thắp sáng, phần 2 chào cờ, 3 tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, 4 diễn văn khai mạc, 5 lời hứa vận động viên, 6 tuyên thệ của trọng tài, phần 2 là phần hội. Chương trình đồng diễn chào mừng lễ khai mạc chủ đề đất Việt hào khí tiên rồng vang mãi ngàn năm. Phần mở đầu nội dung chạy đuốc thắp sáng chào cờ của phần lễ đã thực hiện xong. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Dương Hà Hải, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng huyện lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Sẵn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Thưa các quý vị đại biểu khách quý và các em học sinh thân yêu, hòa trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Hôm nay chúng ta hội tụ về đây tại xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện để tham dự ngày hội thể thao truyền thống của tuổi trẻ học đường hội khỏe phù đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024. Thay mặt ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng huyện, tôi xin được cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các sở, lãnh đạo huyện, các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo đại diện cho các trường tiểu học,
trung học cơ sở trong toàn huyện và toàn thể nhân dân hôm nay đã tới dự lễ khai mạc hội khỏe phù đồng của huyện. Chào mừng các vận động viên, học sinh, các trọng tài, thành viên ban giám sát có mặt tại lễ khai mạc hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các em học sinh thân yêu, hội khỏe phù đồng là đỉnh cao của phong trào thể thao học sinh có quy mô lớn nhất nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, toàn hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Hội khỏe phù đồng cũng là dịp để biểu dương lực lượng và kết quả công tác giáo dục thể chất, đồng thời là cơ hội thể hiện phát hiện tài năng thể thao của học sinh trong các nhà trường phổ thông trên toàn huyện. Hội khỏe phù đồng năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện, với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên ưu tú được tuyển chọn từ các trường phổ thông trong toàn huyện. Hội khỏe được tổ chức với 4 môn thể thao cho cả nam và nữ, thi cá nhân vô địch từng môn và áp dụng thi theo luật thi đấu các môn hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao. Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng huyện gửi lời biểu dương kết quả các em đã đạt được trong quá trình luyện tập vừa qua. Thay mặt lãnh đạo huyện và tuổi trẻ học đường huyện Tứ Kỳ, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo các sở, các ban ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện, các cơ quan ban ngành của huyện đã quan tâm mọi điều kiện để hội khỏe phù đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 được tổ chức đúng kế hoạch. Ban chỉ đạo đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các cấp ủy chính quyền các địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục thể chất trong học đường, đã tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên được tham gia thi đấu tại hội khỏe phù đồng huyện lần thứ 10 năm nay. Xin chân thành cảm ơn đảng bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ và trường trung học cơ sở Tân Kỳ đã tích cực chuẩn bị chú đáo để có ngày hội lớn tưng bừng hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, các tập thể, các cá nhân đã ủng hộ về tinh thần và vật chất cho hội khỏe phù đồng huyện Tứ Kỳ. Cảm ơn các cơ quan báo chí, đài phát thanh đã tuyên truyền kịp thời các hoạt động của hội khỏe phù đồng. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân và đặc biệt là các em học sinh thân yêu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội khỏe phù đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024 thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc hội khỏe phù đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, khách quý, lễ khai mạc hội khỏe phù đồng hôm nay vinh dự được đón đồng chí Phạm Hồ Quân, phó giám đốc sở giáo dục đào tạo, thành viên ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng tỉnh Hải Dương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Hồ Quân, phó giám đốc sở giáo dục đào tạo, thay mặt ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng cấp tỉnh lên tặng hoa chúc mừng hội khỏe phù đồng huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Hà Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng huyện lên nhận hoa chúc mừng. Quân, phó giám đốc sở giáo dục đào tạo, đồng chí Dương Hà Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Nhân dịp năm mới, kính chúc đồng chí phó giám đốc sở giáo dục đào tạo, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Tiếp theo phần tặng hoa,
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Sấm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện lên tặng hoa chúc mừng hội khỏe phụ đồng huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, trưởng ban tổ chức hội khỏe lên nhận hoa chúc mừng. Trân trọng cảm ơn đồng chí bí thư huyện ủy, đồng chí trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện. Sau đây xin mời vận động viên Nguyễn Hữu Dũng, học sinh trường trung học cơ sở Tân Kỳ, vận động viên môn điền kinh, đại diện cho các vận động viên tham dự hội khỏe phụ đồng huyện lên đọc lời hứa. Xin mời vận động viên. Vận động viên môn điền kinh xin phép được đại diện cho các bạn vận động viên các đơn vị tham gia hội khỏe phụ đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024. Xin hứa một, chấp hành nghiêm các quy định và điều lệ thi đấu của ban tổ chức hội khỏe; hai, chấp hành sự điều hành của trọng tài của ban tổ chức trong quá trình thi đấu; ba, thi đấu trung thực, hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết và trong sáng. Xin hứa. Tiếp theo chương trình, xin mời trọng tài Vũ Tuấn Anh đại diện cho lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại hội khỏe phụ đồng huyện lên tuyên thệ. Xin mời trọng tài. Kính thưa quý vị đại biểu, các vận động viên, cổ động viên, tôi Vũ Tuấn Anh thay mặt lực lượng trọng tài điều hành các giải hội khỏe phụ đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024 xin tuyên thệ: một, điều hành các trận đấu vô tư, trung thực, khách quan, đúng luật, đúng điều lệ; hai, xác định đúng thứ tự thành tích các vận động viên, tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất; ba, vì danh dự trọng tài, vì sự thành công của giải đấu. Xin đợi, xin đợi, xin đợi. Trân trọng cảm ơn trọng tài Vũ Tuấn Anh. Sau đây kính mời đại diện ban chỉ đạo hội khỏe phụ đồng các xã, thị trấn di chuyển về khối các đơn vị để nhận cờ lưu niệm. Xin kính mời. Thường trực ủy ban nhân dân huyện tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị.
xin kính mời các đồng chí. Trường Tất Câu Lạc Bộ Chống Hội Lân Sư Rồng, Võ Cổ Truyền Dân Tộc
của trường Trung học cơ sở Tân Kỳ. Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng huyện Tứ Kỳ lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Đất Việt hào khí tiên rồng vào mãi ngàn năm. Xin phép được bắt đầu. Chương 1 Việt Nam hào khí tiên rồng. Từ hồ hồng hoa khí đất trời giao hòa, cha rồng mẹ tiên gặp gỡ, mẹ ông mơ sinh được cha con, 50 ông lên rừng, 50 con xuống biển, nội giống tiên rồng được hình thành. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, dựng nước và giữ nước, dòng máu Việt Nam, dòng máu từ cha rồng mẹ tiên tạo khởi, dòng máu và tinh hoa đất trời mà quật cường thăng khởi theo thời gian. Hồng ân của tiên tổ, công đức của vua Hùng đã khởi dựng nước non. Thế hệ trẻ thế kỷ 21 phấn đấu xứng danh con cháu tiên rồng để tạo khởi cơ đồ. Hào khí Việt Nam sáng, khí phách Việt Nam hùng, dân tộc Việt Nam cường, con cháu Việt Nam thịnh. Tiết mục mở màn khai mạc biểu diễn chống hội lân rồng vang vọng hòa quyện hùng tráng linh thiêng theo ý nghĩa. Tiếng trống lệnh mở màn xung trận, chống hòa bình lóng phục hoan ca, chống tưng bừng vui trong ngày hội. Tiếng trống vang đất Việt oai hùng, âm vang ấy vang vọng đến ngàn sau, hào khí tiên rồng ngàn đời bất diệt.
con dòng Việt Nam vẫn sáng mãi trong tâm hồn Việt Nam. Cuốn quanh biển đất theo cha ông suốt 4.000 năm. Từ thuở cha ông đi rừng cờ, từ thuở Thăng Long đi bờ cờ, non sông thiêng liêng cháu con đại Việt. Con dòng Việt Nam đã đi qua bao cuộc chiến tranh, bay dọc Trường Sơn theo cha ông chiến thắng ngoại xâm. Truyền thống năm xưa quay từ hàng, dòng máu tiên long nghe tuôn tràn, hồn thiêng sông núi xin giữ tròn lòng người Việt Nam. Biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, các em học sinh trường trung học cơ sở Tân Kỳ tái hiện lại lịch sử dân tộc. Bản hùng ca được viết bằng máu của các bậc tiền nhân đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc thiêng liêng, một đất Việt anh hùng, người Việt Nam dũng cảm. Tiết mục gửi đến quan điểm với thế hệ trẻ cùng học tập tu dưỡng rèn luyện bản thân. Võ đức hiếu trung quốc khí Việt, nhân tài lễ nghĩa vương trời Nam. Nhìn trăng sáng, thời gian lướt theo về thời gian. Ta nhân hóa thân trong lầm than, hồn thiêng núi sông hoa sương vàng. Việt Nam, dân Việt Nam, dân Việt Nam. Thank you.
bao la, đừng nhìn thêm thứ còn đó. Giặc bao phen hiến vết chuồn lâm ca, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Việt Nam liền một giải. Kính thưa toàn thể quý vị, hội khỏe phụ đồng Nguyễn Tư Kỳ lần thứ 10 năm 2024, nơi tuổi trẻ học được Nguyễn Tư Kỳ thể hiện tinh thần học tập, sáng tạo, rèn luyện, chăm ngoan, thể thao lành mạnh đã tạo được khí thế sôi nổi, trở thành ngày hội thể dục thể thao lớn của học sinh trong toàn huyện. Với sự tham gia của các vận động viên đến từ các cấp học, hôm nay đã tụ hội về đây để tham gia hội khỏe phụ đồng với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng. Hội khỏe phụ đồng Nguyễn Tư Kỳ lần thứ 10 là cơ hội để phát hiện những tài năng hướng tới hội khỏe phụ đồng tỉnh Hải Dương năm 2024. Trường Mầm Non